À, đây là cây đĩa bay của Diễn Trần. Mình có hai loại là đĩa bay nhỏ này, đĩa bay to. Đĩa bay nhỏ này thì có kích thước khoảng 12 cm, đĩa bay to khoảng 15 cm. Thế thì cái hai loại này, cái loại lớn ấy, thì mình sẽ trà sát trên lưng, vai, cổ, gáy, cánh tay, chân. Và loại mini này, loại bé này, dùng trà sát trên mặt, trán, hai bên mũi, cằm, trên má. Có công dụng thì nó sẽ làm căng da, kích thích các vi mạch máu dưới da, làm thư giãn thần kinh. Một dụng cụ làm đẹp rất là hữu ích, không thể thiếu được. Thì cách sử dụng này các bạn này, thì các bạn sẽ dùng, các bạn sẽ rửa sạch mặt đi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái loại bé này, mình sẽ trà kem. Mình sẽ trà trên xuống dưới theo đường thẳng này, hoặc là trà tròn như thế này, đánh kem ra. Và mình sẽ dùng cái cây bé này mình đánh ở các vùng kẽ. Sau khi mình đánh đều cái kem các vùng kẽ rồi thì mình dùng cái thằng đĩa bay to này, mình trà cho nó đều ra. Đấy. Thì tác dụng làm thư giãn và làm săn chắc da và làm mịn da. Không những mình đánh cái này ở trên da mặt mà mình có thể đánh trên da ngực, da bụng, trên tay, trên cả lưng nữa. Nó massage thư giãn rất là tốt và làm đẹp da rất là tốt. Thì trong cái tiệm massage thì cái dụng cụ này cũng không thể thiếu được.